Tại thành phố Hồ Chí Minh, nhằm đáp ứng cơ bản nhu cầu bức thiết về việc làm, nhất là khi Tết Nguyên đán năm 2024 đang đến gần, Liên đoàn Lao động thành phố vừa phối hợp tổ chức ngày hội kết nối việc làm cho gần 20.000 vị trí tuyển dụng. Từ đầu năm đến nay, tình hình sản xuất kinh doanh khó khăn khiến hàng chục ngàn người lao động tại thành phố Hồ Chí Minh bị ảnh hưởng, phải giảm giờ làm hoặc mất việc. Cơ quan chức năng ghi nhận 153.000 trường hợp nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp, tăng 9,7% so với cùng kỳ. Do đó, ngày hội kết nối việc làm được đông đảo công nhân, người lao động và sinh viên rất quan tâm. Em đi dạo hết thì em thấy cũng có khoảng từ 3 tới 4 vị trí em sẽ có thể là sẽ tới trực tiếp và hỏi xin việc làm sắp tới à. Cái ngày hội này mang ý nghĩa là tìm kiếm công việc cho người lao động, cũng giúp phần giúp đời sống ổn định. Em muốn mình tìm hiểu thêm nhiều công việc khác nhau để mà khi mình có nhu cầu thì mình biết mình tìm nó ở đâu. Tham gia vào cái sự kiện này để mà có thể gửi thông tin đến người lao động, đồng thời thì cuối năm thì là nhu cầu tuyển cho thời vụ Tết. Số lượng đâu đó lên khoảng tầm 200 cho tới 300 nhân sự, cho nên đó là cái mà Ion có thể mang lại cho người lao động. Đối với người lao động thì không thể có một cái gì khác thay thế bằng việc làm để mà đảm bảo được một cái cuộc sống ổn định. Cho nên là chúng tôi luôn quan tâm trăn trở tới vấn đề này và mong làm sao là sẽ có nhiều công nhân người lao động có thể tìm được cái việc làm phù hợp với mình. Trong khuôn khổ ngày hội việc làm cho công nhân, người lao động đã có gần 20.000 vị trí việc làm được 84 doanh nghiệp đăng ký tuyển dụng. Nhân dịp này, người lao động còn được phổ biến các chính sách về bảo hiểm xã hội, các chương trình vay vốn ưu đãi của Ngân hàng Chính sách Xã hội Thành phố Hồ Chí Minh và Tổ chức Tài chính Vi mô CEF. Chiều ngày 18 tháng 12, trong khuôn khổ Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ 11, nhiệm kỳ 2023-2028, Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam đã khai mạc triển lãm Sinh viên Việt Nam kiến tạo tương lai, dựng xây đất nước. Triển lãm Sinh viên Việt Nam kiến tạo tương lai, dựng xây đất nước được ứng dụng hàng loạt kỹ thuật, công nghệ số hiện đại để thể hiện các tư liệu hình ảnh. Trong đó tiêu biểu có thể kể đến bức tường lịch sử, thể hiện hành trình phát triển của phong trào học sinh, sinh viên và Hội Sinh viên Việt Nam qua 13 cột mốc lịch sử chính. Một trong những điểm nhấn khác của triển lãm là bức tường tương tác với công nghệ truy xuất thông minh bằng hình ảnh tương tác về thông tin, hình ảnh, phóng sự liên quan đến phong trào sinh viên năm tốt, các chương trình tư vấn và hỗ trợ sinh viên, xây dựng Hội Sinh viên Việt Nam vững mạnh trong nhiệm kỳ 10 vừa qua. Nhằm kích cầu mua sắm cuối năm, chuỗi hệ thống siêu thị WinCommerce đã hợp tác với công ty Unilever Việt Nam khởi động chuỗi hoạt động hợp tác là tuần lễ thương hiệu Lifebuoy, giới thiệu các sản phẩm nổi bật với giá ưu đãi dành riêng cho hội viên Win. Song song với đó, WinCommerce triển khai các chương trình khuyến mãi định kỳ trên toàn hệ thống. Hợp tác cùng WinCommerce trong chương trình, nhãn hàng Lifebuoy cho ra mắt hai sản phẩm sữa tắm và nước rửa tay Lifebuoy phiên bản Tết Thanh Long và Tuyết Mai, đặc biệt chỉ có bán trong dịp Tết Nguyên đán 2024. Trong tuần lễ thương hiệu Lifebuoy diễn ra từ ngày 14 tháng 12 đến ngày 24 tháng 12 năm 2023, còn diễn ra nhiều khuyến mãi cho hội viên Win như chiết khấu lên tới 43% cho toàn bộ sản phẩm Lifebuoy, giảm thêm 30.000 đồng cho hóa đơn từ 129.000 đồng khi nhập voucher LB30K tại website winmart.vn. Ngay sau tuần lễ thương hiệu Lifebuoy, WinCommerce sẽ tiếp tục đồng hành cùng công ty Unilever Việt Nam khởi động tuần lễ thương hiệu Omo với ưu đãi lên đến 30% cùng nhiều cơ hội săn các phần thưởng giá trị khác. Ngoài ra, hệ thống vẫn đồng thời triển khai chương trình hội viên Win tiết kiệm 20% các sản phẩm từ Win Eco và Mid Daily và các chương trình khuyến mại định kỳ nhằm kích cầu mua sắm cuối năm, bảo đảm cung ứng đa dạng hàng hóa chất lượng với giá tốt hơn tới người tiêu dùng. Tại tỉnh Thái Nguyên, số tiền các doanh nghiệp nợ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế năm 2023 tăng cao so với cùng kỳ năm 2022, làm khoảng 48.000 lao động có thể bị ảnh hưởng quyền lợi, trong đó có khoảng 5.700 người bị ảnh hưởng trực tiếp. Thái Nguyên có hơn 900 doanh nghiệp đang nợ các khoản bảo hiểm của người lao động với số tiền 197 tỷ đồng, thời gian nợ từ gần một tháng trở lên, cá biệt có doanh nghiệp nợ đến 5-6 năm. Tỉnh đã triển khai nhiều giải pháp để khắc phục tình trạng nợ đọng các khoản bảo hiểm như tạo thuận lợi, thúc đẩy sản xuất kinh doanh, tăng cường tuyên truyền, chỉ đạo thanh tra, kiểm tra, xử lý và công khai các doanh nghiệp nợ bảo hiểm. Tuy nhiên, tình trạng doanh nghiệp nợ đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế vẫn kéo dài và chưa có nhiều tiến triển. Thời gian tới, tỉnh sẽ tiếp tục thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp, đồng thời xử lý nghiêm hoặc chuyển hồ sơ sang cơ quan công an những doanh nghiệp nợ đọng tiền bảo hiểm kéo dài, số lượng lớn, cố tình không thực hiện trách nhiệm, nghĩa vụ đóng bảo hiểm cho người lao động.
Phần mềm nhật ký vận hành điện tử là giải pháp số hóa quy trình nghiệp vụ trong vận hành, quản lý các nhà máy điện được xây dựng chuyên biệt dành riêng cho Tổng Công ty Phát điện 1. Việc ứng dụng phần mềm là bước đi quan trọng nhằm hiện thực hóa mục tiêu quản lý vận hành toàn bộ các nhà máy điện trên nền tảng số đã được EVN Genco 1 đặt ra tại đề án chuyển đổi số của Tổng Công ty. Phần mềm nhật ký vận hành điện tử phục vụ ghi chép nhật ký vận hành, cấp phiếu, lệnh công tác, phiếu thao tác điện tử, theo dõi tình trạng khiếm khuyết thiết bị, được sử dụng tại các nhà máy điện trực thuộc và EVN Genco 1. Người dùng có thể sử dụng máy tính cá nhân hoặc máy tính bảng, điện thoại để truy cập theo dõi và khai thác dữ liệu khi cần thiết. Việc ứng dụng phần mềm nhật ký vận hành điện tử đã góp phần đáng kể trong việc nâng cao hiệu quả phối hợp, tạo ra sự thống nhất, đồng bộ trong chỉ đạo của EVN Genco 1 về công tác quản lý kỹ thuật, điều hành sản xuất. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hà Giang vừa tổ chức lễ công bố quyết định của Bộ Tổng Tham mưu Quân đội Nhân dân Việt Nam về việc thành lập Đại đội Dân quân Pháo phòng không huyện Vị Xuyên. Đây là Đại đội Dân quân Pháo phòng không đầu tiên của tỉnh Hà Giang với nhiệm vụ bảo vệ khu vực phòng thủ ở biên giới phía Tây Bắc tỉnh Hà Giang. Đại đội Dân quân Pháo phòng không 37mm1 huyện Vị Xuyên có lực lượng được tuyển chọn từ đội ngũ dân quân tự vệ tại 18 xã, thị trấn của huyện Vị Xuyên. Đại đội có các chi bộ, trung đội có tổ đảng, có hệ thống kế hoạch sẵn sàng chiến đấu, tổ chức luyện tập các phương án, nâng cao chất lượng huấn luyện để phản ứng ngay khi có tình huống bất ngờ xảy ra. Việc thành lập Đại đội Dân quân Pháo phòng không huyện Vị Xuyên là điều kiện để củng cố thêm và phát huy thế mạnh của lực lượng phòng không gắn với thế trận chiến tranh nhân dân trong tình hình mới. Đây là lực lượng dân quân tinh nhuệ sẵn sàng phối hợp với các lực lượng vũ trang bảo vệ an toàn khu vực phòng thủ và biên giới tỉnh Hà Giang.